Tiếp tục thì hôm nay đây, em Lê Hương ô tô Hải Dương lại lên sóng một mẫu xe Kia Morning mà rất là đẹp nhá. Một nước sơn màu lông chuột, form dáng hatchback đẹp. Một chiếc xe Kia Morning mang biển 34 bánh đậu xanh, được sản xuất năm 2018, đời rất là cao. Số sàn và trang bị động cơ chỉ có 1.25 thôi, nên là siêu tiết kiệm nhiên liệu cho em. Và giá chào bán em Hương gửi đến toàn thể khách hàng thân yêu chỉ có giá là 255 triệu. Biển 34 bánh đậu xanh, thiết kế cực kỳ đẹp với cái phần như là cụm đèn pha phía trước, đèn halogen cực kỳ to bản và sắc nét, có cả đèn phá xương đầy đủ cho em rồi. Đèn gầm được sắc nét chưa ạ? Đèn pha là halogen, có đèn gầm, đèn phá xương đầy đủ. Lên được cho em bộ la răng thì cực mới này. Bộ la răng rất là chất luôn. Hai bánh trước là phanh ABS, hai bánh sau là phanh đang trống. Lổi bật trên cái phần lớp sơn màu lông chuột này, nó chính là cái tất cả những đường dập lổi này, phần cua lốp này các bác nhìn này. Còn cua lốp cũng như là đường dập lổi thân xe cực kỳ sắc nét, khớp lối thì không còn gì để nói rồi, rất là khít này. Một dàn lốp thì còn tương đối mới cho em, nếu như mẹ mà đi lại thì các bác còn phải đi vài năm nữa này. Những cái râu này, chỉ số của lốp còn nguyên cho em này. Rất là đẹp luôn. 255 triệu. Mà em sẽ cam kết với khách hàng nhà mình là gương kính thì liền đời theo xe. Ốp hết cho em là lẹp chân kính rồi. Ngay cả cái phần gương này các bác nhìn này, sắc nét cũng thêm gương lồi cho mình để các bác đi được những cái điểm mù các bác nhìn rất là dễ nhé. Mở cửa ra thì với một cái hệ thống điều hòa làm mát rất là thơm, lọc không khí rất là dễ chịu luôn. Từng con ốc nhỏ nhất thì em Hương cũng quay khách hàng nhà mình. Táp ly thì không còn gì phải nói rồi, đời 2018. Táp ly này, keo chỉ zin đẹp căng luôn cho em. Ngay cả lỗ thoát nước hay là cái cao su này, giảm sóc giảm chấn cho em này. Bẹ thì chống mỏi tay các bác ơi, móc khóa cửa này. Kệ bước chân lên xuống, ốp mạ chrome Morning, Kia Morning cực kỳ sáng này. Từng con ốc nhỏ nhất em cũng quay cho mình, cho các bác thấy rằng xe đẹp chưa ạ. Bước luôn vào trong khoang động cơ, vào trong khoang ghế phụ bên thứ hai thì các bác nhìn thấy cho em. Trang bị một cái màn hình giải trí gọi là QLED siêu to đi, màn hình gọi là siêu to rồi. Táp ly thì cực đẹp này, táp lô không hề kém cạnh luôn. Các thanh gió, các thanh hướng điều chỉnh gió là mát, hoạt động hoàn toàn bình thường. Có cốp để phụ này. Đấy, các thanh gió này. Có phím bấm trên vô lăng này. Vô lăng thì đời 2018 còn cực kỳ sắc nét đẹp, nhưng mà vì cẩn thận nên bác chủ cũ đã may thêm một cái áo da. Các bác có thể để nguyên cho nó thể thao, còn không thích thì có thể tháo ra, bên trong vẫn còn rất là mới đẹp. Đèn trần là một cái màu trắng đẹp như thế này. Cũng có cho em nào. Gì đây, hai cái cổng sạc 12V, tẩu thuốc có này, cổng sạc 12V có luôn. Đó, sấy sưởi kính đầy đủ cho em nhé. Sấy sưởi kính đầy đủ cho em. Điều hòa làm mát, những cái này thì bắt buộc ô tô là phải có rồi, nên em chỉ quay qua cho khách hàng nhà mình xem thôi. Chủ yếu là gì, xe rất là đẹp, trần nỉ zin bọc ni lông căng lét luôn. Chủ yếu là em sẽ cam kết bằng văn bản giấy tờ cho khách hàng nhà mình rằng xe cực kỳ đẹp cho em luôn. Và cũng quay luôn trực tiếp khách hàng nhà mình xem từng con ốc này. Lốp xe các bác nhìn này, phanh ABS này, la răng thể thao, rất là đẹp luôn. Táp ly đây, không hề mòn bóng này, keo chỉ zin cánh cửa. Bốn cánh cửa đều là keo chỉ zin cho em. Nốt bấm đinh tán từng vị trí còn nguyên, không một nốt nào bị biến dạng hay là bị khoan đục gì cả. Đây các bác nhìn cho em này, đó. Ốp sơ này, ốp này. Thảm có thảm rối ở chân rồi, các bác có trèo chân đất lên trên xe thôi, vừa thoáng vừa sạch luôn. Đứng phía sau cho các bác nhìn này, khoang này. Nhìn khu vực phía sau, form dáng hatchback đít hơi bo tròn như thế này, nhìn rất là gọn gàng. Nên là bác Lam đi cũng được, bác Lữ đi cũng được, hai vợ chồng đi chung một chiếc xe. Chỉ có hơn 200 triệu thôi ạ. Cụm đèn hậu thiết kế to bản này, là chữ L ngược như thế này cho em. Mở khoang cốp của hatchback lên thì không hề bé đâu ạ. Hai cái vali cỡ vừa và ba lô của con thì phải 4-5 cái ba lô không hết được. Về quê thì có tha hết đồ của ông bà ngoại luôn. Mở cốp ra sẽ có một cái đèn cốp như thế này, hoạt động vẫn còn bình thường cho em. Và điều em thích nhất là gì? Là cái lốp sơ cua và dụng cụ tăng kích lốp của xe là còn nguyên đẹp như này. Các bác nhìn lốp sơ cua này, gần như là chưa đi thì như bác chưa đi. Em nhìn thấy bác còn rất là mới luôn. Từng cái lông ở trên bề mặt lốp còn nguyên này. Một chiếc xe mà lốp sơ cua chưa sử dụng đến thì còn rất là đẹp luôn ạ. Khoang cốp đây, các bác nhìn khoang cốp này. Từng lốt đinh tán của nhà sản xuất em sẽ quay cho mình xem. Từng con ốc nhỏ nhất này, phần gioăng cửa thì ôm hết miệng khoang cốp, không một phân nào bị rách vỡ. Keo chỉ zin lắp đít xe đây, lắp cốp đây các bác nhìn cho em. Máng nước hai bên,
Như bác nào ở xa vẫn có thể tin tưởng em Lê Hương bằng việc xem video trực tiếp em gửi cho mình. Ship cam kết văn bản cho mình luôn, nên các bác hoàn toàn yên tâm ạ. Một cơ sở uy tín hoạt động về ô tô nhiều năm rồi sẽ không bao giờ sản sinh ra những dòng xe ô tô lỗi cả. Trước khi đi bán em cũng là người đi mua, nên các bác cứ phải hình dung tâm lý chung, đi mua ai cũng phải kiểm tra kỹ lưỡng. Huống chi em là một bên doanh nghiệp lớn như thế này. Đây các bác nhìn cho em này, từng chi tiết này, con ốc keo chỉ còn nguyên cho em. Bệ kệ bước chân lên xuống này, móc khóa này, ghế da này căng lét cho em. Lẹp chân kính này, gương kính thì liền đời theo xe, đời 2013. Xuất sắc luôn. Sau mỗi một mùa SEA Games thì lên đời xe, xuống đời xe thì luôn luôn là tìm được những dòng xe rất là hiện đại, rất là đẹp luôn đấy. Đây các bác này, những cái thanh như là đèn riếc này, pha này. Đây, hoạt động hoàn toàn bình thường cho em. Lộ máy thử cho bác xem nào. Đấy. Điều hòa Euro chạy chuẩn là hơn 6 vạn nha em. Em quay luôn cả Euro cho bác xem này, chạy chuẩn là hơn 6 vạn, 6 vạn 3 này. Đó, các bác nhìn được. Điều hòa mát lạnh luôn. Máy thì lổ cực êm. Bây giờ thì em sẽ mở ra khoang trái tim của chiếc xe, khoang động cơ máy móc. Xe đã rất là đẹp rồi. Xe đã rất là đẹp rồi, nhưng mà khoang động cơ máy móc mở cho các bác thấy luôn. Đây ạ, bên trong khoang động cơ máy móc của chiếc xe Kia Morning đời 2018, đời rất là cao. Các bác nhìn này, zin đét luôn, ác quy này. Đấy, bên trong này tất cả này bút chấm sơn còn nguyên luôn, chỉ số là sticker dán trên nhà sản xuất này. Các bác nhìn thấy không, cái nào là của nguyên zin nhà sản xuất thì nó sẽ thể hiện ra ngay. Các bác nhìn sẽ ra ngay, động cơ máy móc này, ốc này không hề một con nào bị vặn xoáy, mà động cơ thì khô đét cho em luôn. Quay luôn khách hàng nhà mình xem phần keo chỉ lắp cabo này, lốt cắt của nhà sản xuất này, lốt tròn thì còn tròn xe, lốt dọc này, lốt bấm đinh tán này. Đấy, máng nước hai bên, ụ giảm chấn giảm sóc, tai đèn. Đấy, khung dành sắt xi, các bác nhìn kỹ cho em ạ. Cực kỳ đẹp luôn. Vừa rồi thì em Lê Hương đã báo một video chi tiết nhất về chiếc xe Kia Morning đời 2018, trang bị động cơ là 1.25 số sàn, giá chào bán là 255 triệu. 255 triệu này thì em sẽ bao rút hồ sơ cho tất cả khách hàng thân yêu nhà mình. Nên những bác nào thật sự quan tâm, nhấc máy lên và gọi ngay cho em Lê Hương có hotline 0354602790. Và địa chỉ bày bán này các bác có thể đến đạp chân ga vặn vô lăng trực tiếp, đó chính là 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng vào những video tiếp theo. Mong rằng sau khi video này em up lên sẽ nhận được những cuộc gọi thiện chí từ khách hàng thân yêu nhà mình. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.